Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kim Thảo Tu đây ha. Hôm nay Thảo sẽ hướng dẫn số 5 này nha, 5 này các bạn ha. Mình bắt đầu luôn nha. 2 màu trắng. Giờ mình sẽ bắt đầu với 14 bính nha các bạn. Này, trời mưa gió rồi, âm u rồi. Hôm qua phải ngưng một bữa, nay lấy sức móc tiếp, cố gắng xong sớm ha. 1 2 3 14 bính các bạn ha. 4 5 14 bính nha. 14 bính xong rồi mình bỏ qua cái chân bính đầu tiên, mình móc vào cái chân bính thứ hai một mũi đơn các bạn nha. Rồi, chân bính tiếp theo một mũi đơn, mình móc ở cái gờ phía sau các bạn ha, mình không có móc ở hai cạnh phía trước này của bính nha, mình móc ở gờ phía sau. Rồi mình móc tổng cộng 13 mũi đơn như vậy nha. Mà chưa rõ mũi đơn thì có thể xem thêm cái clip hướng dẫn móc mũi cơ bản đó. Mình cũng nói lại luôn ha, kéo sợi lên trên kim hai sợi kéo qua nha. Đó, vậy cho đủ 13 bính ha. 13 mũi đơn nha các bạn. Đây 13 mũi đơn các bạn ha. 5 hàng tiếp theo thì mình sẽ móc như sau. Lên một bính nha. Quay đầu mình sẽ tăng mũi ở đầu mũi thứ nhất và mũi cuối cùng bên này các bạn nha. Mũi thứ nhất và mũi cuối cùng, 5 hàng như vậy luôn nha. Đây, chân đầu tiên một mũi đơn, rồi cùng chân đó một mũi đơn nữa luôn các bạn ha. Rồi các chân tiếp theo một mũi đơn hết nha. Đây, chân cuối cùng đây các bạn ha, móc vào đây mũi tăng nha, một mũi đơn nè, thêm một mũi đơn chung chân nữa luôn, hai mũi đó. Đây là hàng thứ hai và là hàng đầu tăng mũi nha, mình sẽ móc 4 hàng tăng như vậy nữa ha. Đó, lên bính xoay đầu móc tương tự như vậy, tăng ở hai đầu ha, mũi đầu tiên và mũi cuối cùng đây nha các bạn. Đây, mình làm lại lần nữa ha. 1 nè, 2 mũi đơn chung chân nè. Rồi, các chân còn lại là mũi đơn hết ha, đơn bình thường. Đó, như vậy nha, sang đầu bên này tăng và mình sẽ làm thêm 4 hàng như vậy là đến hàng thứ 6 nha các bạn. Rồi, bây giờ là hàng số 7 các bạn ha. Mình đã xong 5 hàng tăng rồi đó. Giờ lên. Lên một bính, quay đầu lại ha. Mình móc toàn bộ là mũi đơn, mỗi chân một mũi đơn nha. Rồi các bạn móc tiếp giùm Thảo nha, tới cuối hàng ha. Hàng số 8 mình lên một bính các bạn ha, là mình sẽ vô cái đoạn này nè nha, đoạn thân này nè ha. 7 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 và một mũi giảm các bạn ha. Giảm đây. Chân thứ nhất kéo sợi lên, chân tiếp theo kéo lên một sợi nữa. Trên kim có 3 sợi ha, mình rút qua hết. Quay đầu. Hàng số 9. Mình sẽ móc toàn bộ mũi đơn ha. 1 2 3 4 5 6
7 8 rồi lên một bính cơ mà ha. Xoay đầu hàng số 10. Hàng số 10 móc vào chân đầu tiên một mũi đơn, chân tiếp theo một mũi đơn, các chân còn lại cũng mũi đơn ha, chừa hai chân cuối cùng để giảm nha các bạn. Đó. Rồi mình còn hai chân đây nha, mình sẽ giảm chân thứ nhất kéo một sợi, chân thứ hai kéo một sợi trên kim 3 sợi nha, kéo qua hết rồi tiếp đến lên một bính xoay đầu hàng số 11 tất cả mũi đơn nha các bạn, mũi đơn hết ha, mỗi chân một mũi đơn. Rồi lên bính quay đầu hàng số 12 nha. Hàng số 12 thì mình sẽ tăng lại phía trong. Tăng lại phía trong này nè nha. Mỗi chân một mũi đơn nè nha các bạn. Một mũi đơn nè. 2 3 4 5 6 rồi chân cuối cùng mình sẽ tăng ha. Rồi một mũi đơn nè, chung chân đó một mũi đơn nữa nha. Rồi xoay đầu lên một bính xoay đầu mỗi chân một mũi đơn nha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 mình lên một bính quay đầu lại hàng số 14. Rồi mỗi chân một mũi đơn, mũi cuối tăng các bạn ha. Nha. Chân này một mũi đơn. Cuối là mình tăng ha. Mình móc cái hay chọt chọt thẳng vô cái ngón giữa này nè, cho nên nó cái đầu mình đều cho nó cái bao tay. Rồi. Bây giờ mình sẽ móc ra để được cái đoạn này các bạn ha. Các bạn sẽ móc ra 15 bính nha. 1 2 3 4 đó, 15 bính nha các bạn. Sau 15 bính thì mình quay đầu lại, bỏ bính thứ nhất, móc vào bính thứ hai ha. Móc vào chân bính thứ hai một mũi đơn. Rồi, chân tiếp theo một mũi đơn. Chân tiếp theo cũng một mũi đơn luôn nha các bạn. Và cứ như vậy mình sẽ móc tới bên này luôn nha, nói với bên này chừa hai chân cuối để giảm nha. Đây, một hàng mũi đơn đây các bạn ha, còn hai chân cuối cùng nè. Mình sẽ giảm. Kéo một sợi nè, chân tiếp theo một sợi nữa, kéo một sợi nữa, kim ba sợi rút qua hết ha. Lên một bính xoay đầu. Mình sẽ làm 4 hàng nữa nha, 4 hàng tương tự nữa, mình sẽ giảm bên góc bên này, giảm bên phía này nè nha. Khi mình đi qua đây thì mình sẽ bắt đầu giảm ở đây, còn khi mình quay lại mình cũng giảm ở đây luôn nha. 4 hàng như vậy nữa ha, đây các bạn ha. Đó, 1 nè, 2 nè. Giảm nè, rồi các chân còn lại là một mũi đơn hết ha. Cho tới chân cuối cùng luôn nha các bạn.
cuối hang rồi, mình lên một bính, quay đầu lại và tiếp tục ha. Bên mé bên này nó bằng nè nha các bạn, bên mé bên này bằng nè ha. Còn khi mà mình quay lại hoặc là bắt đầu bên này thì mình sẽ giảm nè nha, còn ba hàng như vậy nữa ha. Bên này mình cứ móc một mũi đơn hết ha, cho tới sang tới bên kia còn là hai chân thì mình sẽ giảm mũi nha. Đây còn hai mũi cuối đây, mình giảm nha. Kéo sợi lên. Kim 3 sợi kéo qua hết rồi, lên bính. Rồi, bắt đầu ở đây là giảm nha. Đó, bên mé bên này là mình giảm ha, số 5 của mình hình dung ha. 1 sợi nè. 2 sợi nè, giảm rồi, còn 1 nè. Rồi, các chân còn lại móc mũi đơn hết các bạn ha. Đây, mình đã xong hàng 18 nha các bạn. Giờ hàng 19. Tiếp tục là các mũi đơn sang tới đầu bên kia sẽ giảm nha. Chừa 2 mũi để giảm nha các bạn. Các bạn tiếp tục nha. Rồi, cuối hàng giảm tiếp các bạn ha. Lên một sợi, chân tiếp theo kéo một sợi. Rồi, lên một bến xoay đầu. Hàng thứ 20 mình không giảm nữa nha. Mình mỗi chân một mũi đơn cho đến hết nha các bạn. Hàng thứ 20 đây nha. Và móc giùm Thảo ha. Rồi, xong hàng 20 đến hàng 21 nha các bạn. Lên một bến xoay đầu. Móc 8 mũi đơn này nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 lên một bính nha. Xoay đầu. Rồi mình lặp lại nha các bạn, lặp lại thêm 4 lần như vậy nha. 4 cái hàng mũi đơn như vậy. Mỗi hàng 8 mũi đơn nha các bạn. Các bạn làm cho Thảo ha. Mình đã xong hàng 25 ha. Giờ mình sẽ đây, đã được 5 cái hàng ngắn này rồi nè ha. Giờ mình sẽ móc ra 16 bến ha. 2 3 4 5 6, các bạn móc ra 16 bính giúp Thảo nha. Xong 16 bính thì mình quay lại móc vào chân bính thứ hai kể từ kim nha các bạn, bỏ qua chân đầu tiên. Móc một mũi đơn. Chân tiếp theo một mũi đơn. Các chân còn lại cũng vậy luôn nha các bạn. Móc qua tới bên này luôn nha. Hay, xong hàng 26 các bạn ha. Toàn bộ mũi đơn. Giờ mình sẽ lên bính xoay đầu và móc lại toàn bộ mũi đơn. Móc 6 hàng như vậy nữa các bạn ha. Toàn bộ mũi đơn hết nha. Là đến hàng thứ 32 đó ha. Các bạn móc với Thảo ha. Rồi, kết thúc hàng thứ 32 các bạn ha. Đây, đã được 7 hàng này rồi nha. Rồi, lên bính. Cắt sợi. Các bạn có thể giấu sợi ha, còn mình để mình viền luôn nha. Mình nẹp cho mình viền. Giờ còn thiếu một phần ở dưới này một tí nữa ha. Mình sẽ đếm vào đây nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đây. Mình thứ 9 nha các bạn. Đếm từ đầu này vô. Chân thứ 9. Bạn kéo sợi lên. Và móc đầu tiên là một mũi giảm nha. Lên một bính. Rồi, tại chân đó luôn nha. Tại chân đó các bạn kéo sợi lên.
Chân tiếp theo kéo một sợi lên, ba sợi đây ha, kéo rút qua ba sợi luôn. Rồi các chân còn lại là các mũi đơn nha các bạn. Mũi đơn hết Tình Thảo nha. Tổng cộng là 8 mũi đó ha, tính cả cái mũi giảm vừa nãy luôn đó. Rồi lên một bính quay đầu, mỗi chân một mũi đơn, 8 mũi đây các bạn ha. Trời mưa gió đùng đùng rồi. Hàng tức bạn ha. Rồi lên bến cách sợi nha. Như vậy là mình đã xong số 5 rồi các bạn ha. Đây số 5 của mình đây, các bạn có thể viền, tiến hành viền ha, là được cái số như ý muốn của mình rồi đó nha. Còn Thảo thì Thảo sẽ kẹp hai mảnh lại và viền, rồi nhồi một ít bông ha. Mình sẽ dùng mũi đơn để viền hai cái này lại rồi nhồi ít bông ha. Nếu mà các bạn thích làm giống Thảo thì có thể viền bằng mũi đơn nha. Lưu ý là ở các góc mình sẽ móc ba mũi đơn vào một chân nha bạn ha. Như vậy là đã hoàn tất rồi. Chúc các bạn có những sản phẩm như ý ha. Đừng quên like, subscribe, ủng hộ Thảo nha. Tạm biệt các bạn.